Ủa người ta buôn bán mình đi đồ tụi anh vậy má là còn còn ai nữa cái xe của ông Tiến không bao giờ tôi bước lên được lần tôi học đó đây. Mấy ông không bao giờ tôi đi chung đi một lần nào nữa. Xe anh đi không? Không, tôi điện taxi đi. Còn giận dạ, vậy. Bà lao cũng không chịu gì đâu. Đừng là mua ơi, chị vậy chị nghĩa. Đó ông Hiền, ông gì vòng vòng đồ má khi la rồi mời rước xe rước kiệu lại mời tôi đi đó. Nó chạy ít thắt với à, nó chạy ít thắt với thằng gì nè. Nó chạy ít thắt với cái thằng gì đám cưới đó nha. Mà tôi ở nhà tôi chạy với xe cù quèo đó. Nó chạy xe tới đó. Tôi lấy cái thắt chạy đi đám gì nó chạy với xe cù quèo đi. Bạn tôi năm mươi mấy tuổi đã làm trưởng bộ công an đó. Trưởng bộ công an mình là giám đốc giao thông rồi nè. Tôi chạy xe bị công an bắt giao thông rồi. Ông kêu ông ấy bước xuống đó. Đi về năm nhỏ đi lát kêu lớn chạy về cho. Trời trời mạnh dữ. Mạnh dữ. Thấy má. Biết nghe nói mà. Lúc em làm là cái sĩ tôi, quen nhiều đó. Tôi không tôi đàng hoàng. Nhưng mà quen. Mấy ông sau này mấy ông làm cái cú mà vừa gọi là sai hết trơn rồi đó. Thấy đó sai hết trơn từ đầu hết trơn. Nè nè nè. Bớt giận. Bớt giận đi. Sau lưng mình, tôi ra ngồi sau lưng mình. Ừ. Vậy sao vui không chị Nghĩa? Tôi đi trong đây hoài vậy chị Nghĩa. Đi đâu? Đi bộ pháp. Ồ mình đi đâu chị Nghĩa? À. Mình đi đâu? Tôi đi vô đây vòng vòng qua lại nè, lúc tôi vô đây nè, tôi vô mười mấy ngày tốn tiền tôi rất mười mấy triệu đó thầy. Chưa ở rồi hả? Mười mấy ngày mười mấy triệu đó. Phải không? Tiền của tôi đó, tôi về tôi mốt được cái 370 triệu ha. Rồi. Thế tôi đi máy bay tôi đi vòng vòng thiên cơ đó ha. Tôi đi máy bay nè, tôi đi Đà Lạt nè, tôi đi nghe gì cái gì? Nha Trang. Không, Sa Pa nè. Sa Pa, trời trời đã trời. Đi Sa Pa nữa hả? Ờ, đi Sa Pa, đi đường luôn hết trơn luôn. Về tới Kiên Giang là hết tiền rồi. Trời. Đi Kiên Giang là hết. Đi dịch nào hả? Một cái tự nhiên mua thuê nhà trọ nè. Lúc đó đi với anh đẹp trai nào? Đi anh đẹp trai. Không, tôi đi mình ơi, tôi đi thiên cơ. Trời trời, phải cho tôi đi theo không? Đi thiên cơ. Đi thiên cơ không có tiền lộ phí sao đi? Tiền tôi là chạy ra chấp dễ rồi bởi vì mấy người mượn tiền của người ta đi sắp bắt sang bán bán muốn cái bà bán muốn nó đâu có bán được nhiều tiền đâu bảo gắng dành dụng trả cho tôi á có gắng không chứ tiền tôi bằng cực khổ tay chân tôi đúng rồi mà nghĩ bà đó cũng ngặt sao mà biết em mà mượn tiền hay trời em mượn tiền mới mua gãy mua xe nhưng mà sao mà biết em nói gì cũng như mình có một chút ít về mình thấy bà thương nghiệp của mình lúc là khởi nghiệp của bà là bà đi đâu mình lên trên đó là sao bà biết cái địa bàn đó bà đến bà cho tiền tôi đi chơi đi ăn cắm bà chơi tôi đi rồi sao đi, mà biết người cơ. Ta để đến nhưng mà sao sao mà em tiền cho người ta mượn tiền ờ tôi đi thiên đâu rồi mà. Rồi nhưng mà không lẽ người ta nói ơi nhỏ này nó có tiền thì chẳng đúng ở đó nghe bà nói chuyện người kia họ được cho ngày nhiều cái người nó cho ngày 15-20 ngàn mắc quá trời gì thì thôi tôi cho ngày 1 ngàn 2 ngàn hay cho bà 5 ngàn đi 5 ngàn đúng cái tiền đứng mà tiền đứng có gì góp hay là đứng đứng góp tôi có 5 ngàn à mà cái này mà bà muốn đỡ chứ không phải muốn đứng góp hả đứng đứng tiền đứng 5 ngàn muốn đỡ nha ừ. Muốn đỡ lời nè tiền kia lời cho hết trơn mày dám cho người ta mượn số tiền lớn vậy nè mấy chục triệu à. Mấy chục 50 triệu còn 40 mấy triệu trời, trời ơi mấy năm trời trả được 8 triệu trời ơi trời ơi mau trả đó hẩm thì nợ nói đó trả cho chị hẩm thì nợ nói bực bội đó trời ơi cái này em biết cấp một câu không tôi lành lặng rồi còn không trả nữa ở đó mà giống như đâu chị sao người ta trả chị anh nó trả nhưng mà em biết cấp một câu không nó bán bóng trả ngày 200 bây giờ là nó rồi đó bây giờ là sau khi thời điểm này người ta không cho quay đâu biết rồi để nó nghe này nó nghe này nó nghe sau khi thời điểm này á em sẽ cùng với anh em chở chị lên gặp chiến với nữa. Người đó chị vậy đó để đứng hộ ra lấy giùm cho chị cho không nó được nó nói em bán bún em cơm em gửi trả cho chị nó còn ai nữa chỗ người ta buôn bán mình đi đồ tụi anh má là còn ai nữa cái xe của ông Tiến không bao giờ tôi bước lên được lần nào tôi học đó đây mấy ông không bao giờ tôi đi chung đi một lần nào nữa xe anh đi không không tôi điện taxi đi còn giận bà lao cũng không chịu gì đâu đừng là mua ơi chị vậy chị nghĩa đó ông Hiền ông gì vòng vòng đồ má khi la rồi mời rước xe rước kiệu lại mời tôi đi đó nó chạy ít thắt với à nó chạy ít thắt với thằng gì nè nó chạy ít thắt với cái thằng gì đám cưới đó nha mà tôi ở nhà tôi chạy với xe cù quèo đó nó chạy xe tới đó
Tôi lấy giấy thác chạy đi đám đi, nó chạy với xe cù quèo đi. Bạn tôi 50 mấy tuổi đã làm trưởng bộ công an đó. Trưởng bộ công an mình là giám đốc giao thông rồi nè. Tôi chạy xe bị công an bắt giao thông rồi. Ông kêu ông ấy bước xuống đó. Đi về năm nhỏ đi, lát kêu lớn chạy về cho. Trời, mạnh dữ. Mạnh dữ. Thấy mà. Biết nghe nói mà. Lúc em làm là cái sĩ quen nhiều đó. Tôi không, tôi đàng hoàng. Nhưng mà mấy ông sau này mấy ông làm cái cú mà vừa gọi là sai hết trơn rồi đó. Thấy đó, sai hết trơn cần hết trơn. Ồ, nè. Bớt giận đi. Còn em muốn tốt cho chị. Ở đây là chị bệnh phổi cho chị. Chị Nghĩa. Có ai vậy không? Nhiều người nè. Tại sao tôi anh em đó không có đưa đi đẹp làm đẹp? Tại sao chị đưa để chị ăn dưỡng? Nó hiểu nhiều lắm. Làm đẹp nhà. Nữa. Ủa không, con nhỏ kia nhà tính cái bầu quê đó. Tôi mà ủng hộ bà này đó. Thế nói ủng hộ không? Cho 200 ngàn. Cái cười cái tính nó kể xin tiền. Chào. Tính bầu quen đó kể xin tiền, kể xin tiền. Quá. Hết cần giấy rồi đó, tiền để bà đến mua. Múa dài bài ở chị Nghĩa. Tám gì đó. Một xe cũng là giấy số. Ừ. Chạy cái xe từ trước tiên chị giới thiệu sao đâu. Chị Nghĩa xin kính chào quý cô bác anh chị em. Nay chị Nghĩa giúp tôi một bạn nhân ngày buổi trưa kính mời quý cô bác. Ừ, đúng rồi, đúng rồi, tính tiền mua bán thân. Tôi nói là người không vì mình chờ chú đất vị. Kính tiền mua bán thân ha. Đúng rồi, em kiếm tiền lo bán thân em. Nhưng mà chờ chú đất vị mình sai luôn. Sao? Vì mình chỉ cái pháp rồi, mình chỉ cái pháp. Chị Nghĩa dễ dễ lắm á. Chị Nghĩa biết kinh tế, chị Nghĩa biết kinh doanh, chị Nghĩa biết lo. Không quay hoài nha. Hôm nay chị Nghĩa sẽ giúp vua nghệ một nhạc phẩm được mang tên Tình Hai Lối Mộng. Tặng bài đi chạy. Chị Nghĩa. Ui, tặng bài đi về nào. Ở đây tặng cho chị nó tự đi mộng này. Mình mới vô ngồi thăm xíu đi ra đó. Thôi, này. Mình đó, bữa vô xíu đi ra thì không cho vô ngồi đâu. Này, thấy em khác rồi. Đàn ông, mấy đàn ông không vô đâu. Bác sĩ là bạn của anh nè. Bác sĩ là nhưng mà không bao giờ mổ bác sĩ đáp với bác sĩ là làm. Nè, tôi đàn ông vô đâu. Xem cho gì, bạn của ca sĩ, nó nói là bạn của ca sĩ Hồng Ngọc Hoàng Hà không vô. Giỡn quá. Bạn ít thôi, bạn ít thôi, bạn nhiều. Ôi, nay thấy khác lắm rồi đó. Nói khác gì, ai dùng cho mọi coi như lê không, được cái nào không hàng. Gì? Nó khác lắm rồi đó. Cái này khác rồi nha. Đây hát quý anh em rồi nha. Quý đâu quý cái gì đó. Ồ, nghe đến thăm mà từ xa đến đây mà thấy chứ mà anh Quân cho tiền mới rồi tiền 10 triệu gì nhớ không? Anh Quân không gửi cho tiền 10 triệu gì. Còn nữa. Có tiền chưa kêu 10 triệu nữa, còn như là tiếp rồi cho không. Còn nữa. Còn cho anh hả? Chứ sao? Ồ, cho nhiều quá, thấy không mắc nợ người ta thiên hạ đó. Em mắc nợ, anh mắc nợ rồi. Anh không mất nợ, em mất nợ đó chứ. Nói chơi chứ. Nói chơi chứ, thương. Chị mới vui. Không phải gì đâu. Bên anh nói nè, nói chung là Mạnh Quân đối với tụi anh rất là thương hoàn cảnh của em, giúp đỡ nhiều. Còn những hoàn cảnh khác thôi, sao tụi anh không đưa đi vào bệnh viện? Nói rồi. Có anh em ở Sài Gòn, Giang Hồ. Mấy anh em làm bên đấy, bên cái như bên kiểu mà tiền ấy, tiền ra vô. Tiền ra ngoài ta làm thế. Biết tôi mà bị cái ông cái gì ông ấy sao nghe ông người vậy người động ủng hộ lắm đưa mà bị ra đảo luôn hả vậy đã đi vừa vợ chồng vừa làm đó người ta cũng tìm đi kiếm người nào tung tin đồn đó là người ta bắt đó đừng có nói thấy cái ông thấy cái đứa người bạn bè và ở Sài Gòn thì tốt quá ha. Bây giờ cũng nghĩ cho bạn bè nữa ha. Chị Nghĩa ơi. Cho mượn bị cầm đây. Ở Sài Gòn mới chịu nha. Bị ngủ tối luôn, sáng đêm nhiều quá. Ngủ bữa nay cho thử mượn cái bóp chơi bữa rồi. Chị Nghĩa. Trời ơi. Bữa nào xuống cái máy đem đi ăn ra ngoài em cũng phê chứ. Mà khi mà nó phổi em mới đàng hoàng bác sĩ cho ra rồi. Mấy anh em đi ăn phê tối.
Bây giờ nè, có anh em là bạn không? Hay là kẻ thù? Anh sao? Không nghe coi. Mình là bạn nha. Luôn biết nghe. Ông kêu cái gì nè? Ông kêu tài xế gì quên rồi. Mà tiền điện phí thì có người mạnh thường quân lo. Tiền ăn thì tôi biết vô chịu rồi đó nha. Rồi tiền thuốc thì lâu làm sao đó, tôi không biết đâu nha. Tôi để dành nha. Wow. Quá điểm. Bây giờ tôi thuê nhà rồi nữa sau này thuê nhà tính sao? Chị bệnh hết bệnh phổi của chị đi rồi làm ăn sao? Hết bệnh rồi. Bác sĩ vô tôi không có tới đây. Tới bên hết bệnh rồi. Bệnh viện đi bán. Tôi mua cái lòi đó đi cái xe. Mua cái chứ. Cho mượn bị đi. Mua cái chứ. Thôi. Dễ thương quá cho mượn đi. Cho mượn đi chơi bữa ai? Đi ra ngoài đảo vô đi đi chơi nữa nè. Chôm. Hả? Chôm hả? Đó, kim cương. Chôm đi mày xuống dưới. Chôm hả? À. Chôm nó nằm vô. Nó có gì luôn. Sao lúc nào có một đá kim cương em người chứ vậy? Lụm đó đâu không? Kim cương một cục bự rồi chứ anh em làm tiểu phú có nhiều thiền chơi quá. Hôm nay có ai thăm bà không bà nhỉ? Bạn bè, anh em có ai tới không? Ủa Tuấn nó hôm nay tới không? Chưa thấy không? Chắc có bạn việc gì vậy? Khi nào không vô? Khi nào có khi nào bữa nào không vô không em? Hả? Có bữa nào nó không vô? Dạ. Có bữa nào không vô thăm em không? Có bữa nào không vô nữa. Bữa nay giờ chưa thấy nó ra. Dữ dần dần. Bữa nay khách khạc nhiều đâu, bữa nó đỡ mà. Này múa về đường đây ca múa vài bài lạ lớp đi về coi chị Nghĩa thằng thang liếc anh dữ anh thằng thòn nói là múa hiệu mà mắc thợ ca sĩ năm đây nè. Tại vì sao? Tại vì tôi vô đây ngoài tôi biết mẹ nhờ vô đây trắng trẻo đẹp đẽ mới làm mạnh quân gửi sữa tắm nè kem dưỡng da nè kem sức mặt bạn ngoài thôi chúng ta bán rồi mấy món đẹp đẹp món sức kem đẹp mắt tươi luôn mình rút nhưng mà cái này ta gửi cho 2.000 mua con mũi à cái xài không đâu biết nhận lời người ta bạn mẹ biết chứ sao cho cá nè nhưng mà ý mạnh quân mấy anh chị hỏi thì có em có xài không mấy chị gửi à gửi được nhiều hiểu đi nha anh mạnh quân ơi gửi cho tôi xe dầu không hiểu đồ thơm à? Chờ neo nam, chờ neo nữ, được lượng chai nào cũng được. Thôi, một chai nữ thôi, nam rồi anh. Mua người gửi thì tặng tôi chai này hôm. Một chai đồ thơm đúng không? Còn gì nữa nói đi. Sao mỹ phẩm không? Chữa tắm. Chữa tắm. Chữa tắm hiệu con dê. Chữa thơm. Bố hổ màu vàng. Con thanh cho chai rồi không không lấy ha. Màu vàng cho chai rồi không ở Mỹ cũng không chịu lấy Canada đó. Và cho một chai không còn lấy dây cố nôn nhé dài không? Dài đúng không? Dài cỡ lớn. Đúng rồi, chai đó con đó. Có mùi không phức không? Tự nhiên không lại không được nhà. Sợ ra bỏ bùa. Trời ơi, em mới suy nghĩ điều đó hoài. Thời này bùa gì nữa? Tôi thu bỏ hết rồi. Thu bùa ngải mua đéo, tôi thu bỏ. Thế đó, thời này mày bùa ngải gì nữa? Ông anh em đã bị vô cái chết tàu. Mà con bùa lên tù lạc. Tôi giải phóng tù binh tù lạc ra cho đi làm ăn lên nhà nước người ta quăng lên tôi bán gì tôi bán tôi bán thăm tôi cái ai luôn chạy mua cái xe tôi bán tết tôi cùng đi gì tôi không có không mình thành tên kênh tôi không phục cho nên tôi đi ngay là chợ tôi buôn bán tôi thuê cái nhà gì tắm nhà để quần áo rồi kiểu gì về tắm rửa giặt giũ quần áo rồi nghe tôi đi chợ bán được gì tốt về quá tốt rồi. Nói kỳ cục quá. Nghĩ nhận tiền mà anh không có đó nha. Cái gì cơ? Em nói hay quá. Thôi chờ bà đi rồi lắm. Đứng bà đi rồi trời. Con ẻ vậy.
bị nữa, mua xe đi nhà nữa, nhận 4 triệu người ta mua xe nè, thông báo đi nào bữa nay nó chưa xuống. Đi nữa vậy, nằm nghỉ đi chạy, nghĩ chuyện chơi. Tối mới về mới ngủ. Bác sĩ đem thuốc lại, thuốc xong ngủ. Sáng nữa sẽ đem thuốc lại rồi mới thức đi.